Xin chào ông Bùi Xuân Trang. Vào dịp đầu xuân năm mới thì người dân làng Ninh Xá thường có phong tục chọn người mở cửa đền và rước đuốc truyền thống. Là bậc cao niên trong làng thì ông có thể chia sẻ cho khán giả của chương trình về ý nghĩa của phong tục này ạ? Qua hàng năm, tức là từ thời xa xưa đến giờ, thì địa phương chúng tôi là cứ đến xuân về cuối năm mới thì chọn người để ra mở cửa đình lấy may mắn cho dân làng làm ăn phát đạt. Thế thì trong cái việc mở cửa đình thì có rồng, có kẹo để mà cổ vũ, động viên dân và đi rất đông, rất vui. Nó có khí thế mà những người ta đi vào đón giao thừa, người ta đến thì rất là về làm ăn là gặp nhiều những cái may mắn. Cho nên là không những trong thôn và xã và các xã lân cận người ta đến rất rất đông. Mở cửa đình đây thì là cái cổ truyền từ xa xưa đến giờ. Thế thì có lão la về dạy nghề, cho nên là luôn luôn là từ trước đến giờ hàng năm là tổ chức và mở cửa đền để lấy những cái may mắn, cho nên nhiều người đến để dự những buổi rước đuốc thấy về làm ăn may mắn, cho nên hàng năm tin lành đồn xa. Bởi thế cho nên là trong xã và ngoài xã người ta đến rất đông, cổ vũ động viên mà càng ngày càng thấy đông, càng thấy phấn khởi. Rước đuốc được diễn ra vào thời khắc thiêng liêng, đó là đêm giao thừa. Mọi người mang ngọn đuốc từ đền để mang về nhà như mang một điểm may mắn. Vậy thì ông có thể chia sẻ về cái khoảnh khắc cũng như là cái không khí khi mà mọi người chuẩn bị rước đuốc như thế nào ạ? Đền Phủ Ninh Xá là thờ Lão La Đại Thần. Để ông Lão La Đại Thần là biểu hiện trước đây ông đã về cái đất làng nghề này, ông dạy cho người dân để làm cái nghề thủ công nghiệp này. Thế thì hàng nghìn năm nay, bởi thế cho nên dân tình làm ăn phát đạt là nhớ đến Lão La Đại Thần. Cho nên là hàng năm tổ chức vào những cái thời kỳ mở cửa đình để cho dân làng phấn khởi lấy lửa về để có khí thế làm ăn trong năm cho phát đạt. Thì nó có truyền thống từ xa xưa đến giờ. Bởi thế cho nên không những ở địa phương và những các nơi khác người ta đến, người ta thấy làm ăn trong cái việc mà về đây lấy lửa, lấy đuốc, lấy may mắn trong một năm. Cho nên là tiếng lành đồn xa. Cho nên là các nơi không những ở trong làng và trong xã, rồi đến các xã lân cận người ta cũng đến. Cho nên đến bây giờ thì dân tình rất là phấn khởi. Chuẩn bị sang canh thì nhân dân và cái người được mở cửa đình phải ra đình để chuẩn bị những cái thứ mà chuẩn bị cho cái buổi rước đuốc và rước kẹo. Thế thì trong cái rước kẹo thì xem lửa lại những các cái cỗ kẹo và giai phù giá để khênh kẹo, và những cái người rước đuốc để lấy lộc thì đều châm đuốc đi dài hàng cây số. Nhưng ai cũng đến đình để cầu may được cái ngọn lửa đưa về nhà để lấy lộc trong năm mới. Thì trong cái việc này chúng tôi thấy rằng trong dân mà mỗi một khi người ta cũng cái mộng mơ ước là đến cái khoảnh khắc giao thừa thì đi ra đền để lấy lửa về để lấy may trong một năm, thì tôi thấy rằng trong cái việc này nhân dân thì càng ngày càng hưởng ứng đông, rất vui. Được biết là ông cũng đã có 2 năm được người dân làng tín nhiệm để chọn là người xông đất mở cửa đền. Vậy thì ông có thể chia sẻ về cái khoảnh khắc tâm trạng của mình lúc đó, cũng như là những trách nhiệm của một người xông đất mở cửa đền bắt đầu cho một năm mới làm ăn phát đạt ở trong làng như thế nào ạ? Tôi đã được mở cửa đình trước đây, cũng rất phấn khởi là trong cái mở cửa đình một đợt trước, dân tình rất là nhiệt tình ủng hộ trong những cái việc mà qua một năm thì được dân làm ăn phát đạt, rất mong muốn tôi được vào tái cử lần thứ hai. Thế thì cũng may mắn là năm nay tôi còn sức khỏe, được các cụ giới thiệu trong đủ các cái tiêu chuẩn của các cụ đề ra, được vào mở cái đình lần thứ hai. Đấy là cái vinh dự của gia đình và của bản thân chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy là trong cái mở cái đình thì mình là những người được dân cử ra, thế thì cũng hết lòng làm thế nào trong cái việc mà quy định của các cụ từ trước đến giờ. Thế mình phải làm theo đúng cái tinh thần các cụ đã dặn, là mở cửa đình để mà
lấy may mắn cho mọi người. Đúng sang 0 giờ, bắt đầu sang 1 giờ thì lúc bây giờ chúng tôi sẽ đẩy cửa vào. Thì mọi người đi đằng sau cũng mang nhang vào cắm. Thế rồi xin chân nhang của cái ông chủ được mở cửa đình để về lấy những cái may mắn. Thì trong đó là tôi cảm thấy rất phấn khởi là được nhiều người mà nhiệt tình, mà lúc bây giờ là mọi người niềm nở thân mật với nhau lắm. Là trong cái một năm ấy thì mình làm thế nào những cái công việc các cụ và dân giao cho thì mình phải làm tròn cái trách nhiệm của mình là những người đại diện để mở cửa đình. Không chỉ có riêng phong tục và rước đuốc mở cửa đền mà người dân trong làng thì còn nhiều những cái phong tục truyền thống khác. Vậy thì những bậc cao niên trong làng, trong đó có ông, thì đã làm như thế nào để gìn giữ và phát huy cái thuần phong mỹ tục này đến các thế hệ con cháu ạ? Về cái phong tục tập quán đây thì thường thường là đời ông, đời cha truyền lại, đời ông đời truyền lại cho con này truyền lại cho cháu. Thế thì qua hàng nghìn năm nay rồi thì mỗi ngày tôi thấy là càng mỗi ngày càng phát triển, càng quý hơn những cái việc mà thực tế là mình đi gặp được nhiều may mắn, nên về truyền mấy con cái là sống sao cho nó có đạo đức trong cái đời sống của mình. Mỗi năm mình thấy làm ăn nó càng phồn thịnh hơn, kinh tế càng ngày càng nâng lên hơn. Thế thì cũng nhờ có sự lão la đại thần mà dạy làm cái nghề này. Thế thì trong cái nghề này thì con cháu mình bây giờ là tiếp tục đang làm. Thế mỗi khi người con cháu mình làm thì lại luôn luôn nhớ đến những cái người mà dạy nghề cho mình thì mới có những cái ngày hôm nay, có những cái đời sống cao như được như vậy. Đấy là cho nên là con cháu chúng tôi là luôn luôn phải nghĩ đến cái công ơn của những cái người dạy nghề, tức là lão la đại thần. Hàng tháng, hàng tuần, tức là ngày mùng 1 và tuần rằm thì thường thường là sinh hoạt các cụ trao đổi với nhau trong cái việc mà dạy bảo con cái. Thế rồi có một cái phần là các cụ sống, bây giờ mình là những người già không tham gia lao động nặng được nữa thì ra đến đây để mà vui vẻ với nhau trao đổi cái lẽ phải, cũng có cái để mà rút kinh nghiệm để về dạy bảo con cái cho nó thành đạt. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ ông gửi tới cho chương trình. Chương trình xin chúc ông có thêm nhiều sức khỏe và nhân dịp đầu xuân năm mới thì ông cùng với người dân trong làng sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy cái truyền thống mở cửa đình cũng như là rước đuốc truyền thống này ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, những thuần phong mỹ tục của cha ông luôn chứa đựng và mang đậm những bản sắc văn hóa của dân tộc. Trải qua bao biến thiên thăng trầm của thời gian thì người Việt vẫn luôn gìn giữ và phát huy được những giá trị bản sắc ấy. Đó là kho tàng quý báu bất tận, gian dạy các thế trẻ ngày hôm nay luôn hướng về cội nguồn và tiếp tục gìn giữ phát huy trong cuộc sống hôm nay. Đến đây thì thời lượng của chương trình 10 phút cũng đã hết. Thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình 10 phút lần sau.